Người đàn ông mở hành lý ra, bên trong toàn là thuốc phiện. Sau khi do dự vài giây, anh ấy rút dao găm ra, rạch một nhát vào túi, rồi đổ hết chúng vào bồn rửa mặt. Tiếp tục ấn vòi xả nước để chúng trôi đi. Lúc này trong thang máy có một đám người trang bị vũ khí chạy đến, dùng một phát súng xử lý người nhìn trộm. Sau đó hắn ta đi đến chỗ người ngồi bên cạnh, dùng súng chĩa vào đầu hắn, nói cho tôi biết số phòng. Phòng 14. Sau khi nhận được đáp án, hắn vẫn bắn chết người đàn ông. Nghe thấy tiếng động, Lê Y Tô nhanh chóng đổ tất cả chỗ bột vào bồn tắm, sau đó còn đổ dầu hỏa vào. Làm xong mọi chuyện thì Lê Y Tô chuẩn bị chạy, nhưng vừa ra khỏi cửa, bị đạn ép phải vào lại phòng. Tên béo muốn bắt sống anh, nghe thấy tiếng động bên trong nên chuẩn bị phá cửa xông vào. Đúng lúc này, Lê Y Tô vượt cửa chạy ra, mỗi một cái đạp đều là chí mạng. Sau đó thì trèo qua người khác chạy trốn, anh ấy chạy vội vã như một con khỉ. Lê Y Tô vít tay một phát vào được phòng của mình, bò xuống tầng dưới theo đường ống. Đám người này hoàn toàn không thể đuổi kịp anh. Tiếp tục, Lê Y Tô nắm lấy một sợi dây đu ra khỏi nhà, còn nhân vật phụ phía sau thì đen đủi rớt xuống, chết luôn tại chỗ. Dựa vào lực quán tính của cái dây, Lê Y Tô tiếp tục trèo ra tầng khác, sau đó leo cầu thang lên tầng thượng. Còn tên béo nhìn thấy thuốc phiện trong bồn tắm đã bị hủy hết rồi, thề là phải bắt được tên rảnh rỗi kia, mà người đàn ông cứ như có siêu năng lực vậy. Khoảng cách 10 mét giữa hai tòa nhà mà anh ấy có thể dễ dàng nhảy qua. Thấy những người ngăn cản mình, anh đạp chúng xuống cầu thang luôn. Cú nhảy cuối cùng, Lê Y Tô nhảy qua cả tòa nhà, trốn thoát thuận lợi. Mọi người chả hiểu gì hết. Sau khi trong việc họ bị lão đại trách tội, tên béo và anh da đen sự rúng đít. Chỗ hàng đó có giá nghìn đô đấy, đang định lấy lý cho thì ông trùm cầm súng lên, bắn chết luôn ba nữ sinh xinh đẹp. Sau đó thì nhắm vào anh báo: đại ca à, tha cho em một mạng. Hơn nữa còn nói mình không thích bạn gái, có thể bắt anh ấy lại. Như vậy thì người đàn ông giơ tay chịu trói ư? Lão đại cười khinh bỉ. Ngay sau đó họ đến nơi cô gái làm việc, ép buộc cô ấy đi, mà cô ấy là nhân vật không tầm thường. Ông trùm nhìn thấy cô gái trong camera, lập tức bảo đàn em nhắn lại cho tên kia, bảo anh đến ngoan ngoãn chịu phạt. Ai ngờ giây tiếp theo, Lê Y Tô phá cửa xông vào, dùng dao dí vào cổ ông ta. Lúc này tên béo cũng mang cô gái đến, thấy thế trận đã thay đổi, cô gái cũng vọt lên cướp súng của tên béo. Khi đi qua đoàn người thấy tên vừa bắt nạt mình, cô cũng dí súng vào hắn, rồi nhặt rẻ lau trên đất lên nhét vào mồm hắn. Đàn em vì lo cho an toàn của đại ca, chỉ đành dương mắt nhìn bọn họ trốn thoát lên xe. Cô gái lái xe thẳng đến đồn cảnh sát, cảnh sát trưởng trước tiên lừa lấy súng của họ, sau đó thì dùng súng dí vào họ, rồi nhốt Lê Y Tô lại. Ông trùm thì nhân cơ hội thu dọn thuốc phiện của mình, đánh cho cô gái hôn mê rồi vác lên vai rồi hùng hổ bước ra ngà oi. Hóa ra ở thành phố này bán thuốc phiện tràn lan, có súng là thắng, không có trói buộc xã hội nào ở đây cả. Chính phủ thấy vậy cũng mặc kệ thành phố này. Mọi người gọi đó là khu bạo lực số 13. Mà ông trùm là vua ở đây, cảnh sát trưởng cũng phải e dè uy quyền của ông ta. Nhưng Lê Y Tô này thì không giống, anh không thể để những chuyện này tiếp tục xảy ra được. Sau đó anh dùng lực một phát khiến cảnh sát trưởng cúi đầu trước mình. Tao mà không cứu được cô ấy về thì mày xuống địa ngục đi. Hai đứa trẻ ngăn một chiếc xe cảnh sát lại, sau đó lắp thuốc nổ lên xe, rồi nhanh chóng chạy đi. Hai người đàn ông che mặt xông đến, kéo tài xế xuống, còn mình thì lên xe. Xe cảnh sát đi đến trước mặt ông trùm. Khi hắn mở ra, đây là bom hẹn giờ kiểu mới. Sức công phá của nó có thể hủy cả một thành phố. Sở cảnh sát phái một tinh anh đến, nói với anh ấy có thiết bị khống chế bên trong quả bom hẹn giờ này đã khởi động từ một tiếng trước rồi. Cũng có nghĩa là 2-3 giờ nữa, cả thành phố này sẽ biến thành đống đổ nát. Chỉ có nhập đúng mật khẩu thì mới thoát được. Để chi viện cho anh ấy, sở cảnh sát thả Lê Y Tô ra để anh ấy hợp tác hoàn thành nhiệm vụ. Mà bên kia, ông trùm cũng muốn giải quyết nhanh chóng củ khoai phòng tay này. Hắn bảo đàn em liên hệ người mua. Trong xe cảnh sát, anh đầu chọc rút một dây sắt trong răng ra, sau đó mở còng ra một cách thành thục, mở cửa trèo lên nóc xe ba, kéo cái tên đàn em ra khỏi xe, rồi lại dùng chân đạp nốt một tên nữa ra. Lê Y Tô cũng ngồi vào ghế phụ. Sau khi hai người giới thiệu qua lại, Lê Y Tô dùng còng tay khóa anh đầu chọc vào xe. Hóa ra Lê Y Tô đã sớm nhìn ra thân phận thực sự của hắn. Lê Y Tô một mình đi đến địa bàn của ông trùm. Thông qua ống nhòm, Lê Y Tô nhìn thấy em gái của mình bị tra tấn không ra người. Đầu chọc xuất hiện từ sau lưng khóa anh lại vào thanh sắt, nói với anh quả bom sắp nổ rồi. 2 triệu người trong thành phố này sẽ chết hết, bao gồm cả em gái của anh. Sau khi biết được tầm quan trọng của vấn đề, hai người mới bắt tay hợp tác với nhau. Tên béo dẫn người đi đến, đưa họ đến trước mặt ông trùm. Ông trùm bảo họ nhìn quả bom. Lúc này thì quả bom đã được gắn liền vào tên lửa, hơn nữa đuôi của nó còn được gắn vào em gái Lê Y Tô. Bây giờ hắn ta có thể hủy diệt bất cứ thành phố nào. Anh đầu chọc đề nghị dùng 2 triệu đô để mua quả bom. Ông trùm bảo đàn em đưa họ đi nghỉ ngơi trước. Sau khi trao đổi bằng ánh mắt, bọn họ cùng lúc chạy đi. Sau một cú lộn người, họ lấy được súng của đàn em. Đầu tiên, họ giải quyết mấy người đứng đằng sau rồi chạy sang bên cạnh. Sau khi đóng cửa phòng, đàn em không ngừng bắn về phía cửa. Ngay lúc cánh cửa bị mở ra, Lê Y Tô nhảy vào bồn cầu. Hóa ra đây là một đường hầm. Ông trùm sau khi biết tiền lại xử lý một tên đàn em của mình. Mà lúc này kế toán nói với hắn, tiền trong tất cả tài khoản của hắn vừa bị cảnh sát xử lý hết rồi. Tiền lương tháng này của chúng ta tính sao đây? Ông trùm cầm súng lên đe dọa chúng.
May mà không có đạn. Mọi người thấy hắn đã không có tiền lại còn vênh như thế, liền rút súng ra bắn hắn thành đôi dép tổ ong. Anh béo thành công chiếm ngôi, sau đó lập tức đem người đuổi theo Lê Ito. Lê Ito đu người leo tường, anh đầu chọc cũng vượt qua đuổi giết một cách gian nan. Sau khi gặp nhau, họ cùng hẹn vào nhà kho. Họ cứ tưởng mình đã an toàn rồi mà không ngờ lại bị bao vây, vô số khẩu súng chĩa về phía họ. Tên béo này vừa giết ông trùm để lên chức, khi biết quả bom sắp nổ liền bảo họ đi gỡ bom. Họ vừa đến thì nhìn thấy một tên béo hơn, 99% cơ thể tên này đều là mỡ. Anh đầu chọc vô cùng hưng phấn, chạy đến đá cho tên đó một phát, kết quả là tên đó chả sao cả. Sau đó anh lấy gạch đập hắn, nhưng cũng không có tác dụng gì cả. Một cái tát của tên béo khiến anh nằm luôn ra đất, vung bừa một quyền lên cũng có thể biến tường thành xi măng. Sau đó hắn nâng anh đầu chọc lên đập xuống liên tục. Lê Ito nhìn thấy chỉ lắc đầu, chạy đến một bên lấy dây thừng. Lúc này anh đầu chọc đã đau đớn không chịu nổi rồi. Lúc gay gấn, Lê Ito dùng dây tóm được hắn ta, lợi dụng kỹ thuật và thân hình linh hoạt của mình, chạy vài vòng quanh tên béo như trêu chó. Một lúc sau, hắn đã bị trói đến mức không thể động đậy. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Lê Ito, anh đầu chọc dùng gạch đập vào đầu hắn, cuối cùng cũng hạ gục được tên béo này. Sau khi lên đến sân thượng, Lê Ito ôm chặt em gái, còn anh đầu chọc lại gọi điện thoại để tìm mật mã. Đến lúc nhập mật mã, Lê Ito phát hiện có điều không đúng lắm. Cảnh sát trưởng thì liên tục xác nhận đó có phải là khu vực B130, mà số cuối mật mã là 13, chắc là thành phố B13 này. Những điều này quá bất thường, hai người xảy ra tranh chấp. Khi hai người đánh nhau thì đồng hồ vẫn liên tục đếm ngược. Lê Ito bảo anh đầu chọc nhìn lại tình hình. Thành phố này không có nhân viên nhà nước, không có trường học, đến cả sở cảnh sát cuối cùng cũng đóng cửa rồi. Hơn nữa bên ngoài thành phố còn có tường vây quanh, thì sao lại có chuyện bom bị trộm ở đây? Nhất định là chính phủ quyết định từ bỏ thành phố này. Anh đầu chọc vẫn lựa chọn tin vào cảnh sát trưởng. Khi phải nhập con số cuối cùng, em gái nhảy đến giữ chặt anh ta. Anh ta tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng mà thời gian kết thúc, quả bom vẫn không hề nổ. Lúc này anh đầu chọc mới hiểu là cảnh sát trưởng lừa anh ấy, chỉ khi nhập mật mã thì quả bom này mới phát nổ. Bọn họ đem quả bom đến trước mặt cảnh sát, đứng trước mặt ông ta định nhập mật mã. Cảnh sát trưởng lập tức ngăn cản bọn họ, sau đó thì kể ra chân tướng sự việc. Thành phố này đã sớm không thể khống chế được, vô cùng tốn tiền. Người nộp thuế thì kêu ca than vãn, quyết định khử luôn thành phố này. Anh đầu chọc nhận được đáp án chỉ cười nhẹ. Hóa ra ở đó có phóng viên, anh ta đã dùng máy quay ghi lại tất cả rồi, hơn nữa còn phát trực tiếp. Sau đó chính phủ cũng dỡ bỏ tường vây, hơn nữa sẽ xây dựng lại sở cảnh sát và trường học. Sau khi Lê Ito và anh đầu chọc chào từ biệt nhau, Lê Ito từ chối lời mời của anh đầu chọc, tiếp tục quay về khu B13 sinh sống.